Xin chào quý vị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video đánh giá về thị trường hàng ngày của em Phát nha. Thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Ngoài ra chưa có rơm tín hiệu có thể quét mã QR hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào rơm tín hiệu, anh em ITB cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay phiên giao dịch ngày 2 tháng 4 và VN Index có một phiên rung lắc khá là mạnh, giằng co tích lũy, tuy nhiên về cuối phiên vẫn kéo lên và giữ được một sắc xanh, tăng 5.52 điểm lên 1.287 với thanh khoản là 27.500 tỷ. Thì đây cũng là một cái sự hồi phục cũng tương đối là tích cực. Điều này cho chúng ta thấy rằng thị trường sẽ có những cơ hội tiếp diễn đà hồi phục trong thời gian sắp tới. Như vậy thì VN30 trong phiên hôm nay giảm nhẹ 0.32 điểm xuống 1.292.3 với thanh khoản là 13.082 tỷ ha. Thì thanh khoản mua vào là 16.298 tỷ, bán ra 7.752 tỷ, không đổi là 1.421 tỷ. Những mã cổ phiếu đóng góp và giảm điểm hàng đầu và những cái thanh khoản hàng đầu thị trường như là STB thì hôm nay cũng có những cái tin tức ra và những tin chấn chỉnh trở lại, cho nên thanh khoản vào khá là lớn, 105.000 cổ phiếu ha. Rồi tiếp theo về tiếp theo đó là MBB, DSG, VND, VAX, VPB, NVL. Rồi tiếp theo trong phiên hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng đâu đó là 737 tỷ, thì hôm nay cũng là đâu đó phiên thứ 14, 15 rồi. Là khối ngoại liên tục bán ròng rút vốn trong giai đoạn này ha. Và bán khối ngoại hôm nay thì bán ròng hàng đầu như là STB, VCI, SSI, MSN, VNM, VHM, VRE, tham gia hàng đầu như là TCB nè, rồi MWG, GBR. Rồi những nhóm ngành nghề cũng nhìn lịch trình tích lũy cũng không có gì quá biến động nhiều. Về những cổ phiếu thì hôm nay những cái cổ phiếu tăng đột biến khối lượng hàng đầu là STB, MBG, DSG, VND, HPG, VIX ha. Rồi về tăng giá thì hôm nay có những mã cổ phiếu đóng góp tích cực như là CNG nè, GBRV, TL, rồi DRC, rồi khá nhiều những mã cổ phiếu đóng góp tích cực trong phiên hôm nay ha. Thì chúng ta cùng đi đến đánh giá về cái xu hướng góc nhìn của VN Index để có những cái góc nhìn khách quan đầu tư trong thời gian sắp tới ha. Thì trước tiên chúng ta nhìn về khung đồ thị dài hạn và trung hạn thì cũng đang ở trên một cái đà hồi phục và chưa có những dấu hiệu gì xấu ha, đang có những diễn biến hồi phục khá là tốt. Tuy nhiên về những trạng thái chung và dài hạn cũng là một cái trạng thái tích lũy thôi. Rồi đánh giá tiếp theo về cái xu hướng của khung ngắn hạn, khung ngày của VN Index thì hiện tại cho chúng ta thấy đang có những cái trạng thái mất cân bằng, vẫn có những cái kịch bản tiếp tục kéo lên vượt đỉnh, thì khi đó thì những cái chỉ báo chúng ta cho chúng ta thấy cái bư biên hỗ trợ sẽ được dời dịch lên và cái trạng thái vẫn là một cái xu hướng tiếp diễn đà tăng. Tuy nhiên nhưng theo em thì đánh giá cái giai đoạn này thị trường có tăng cũng không thể nào bùng nổ quá mạnh, bởi vì hiện tại chúng ta thấy cái khung ngày nó có cái vùng mất cân bằng khá là lớn, và khi đó thì thị trường tăng vẫn có cơ hội tăng, thì chúng ta sẽ theo dõi và bám sát theo thị trường những mã cổ phiếu nào về nền tích lũy tốt, có dòng tiền tham gia tốt thì vẫn có thể tham gia được. Còn ngoài ra những mã cổ phiếu nào đã xanh tím rồi thì anh chị nhà đầu tư cũng không nên tham, không nên quá FOMO để ảnh hưởng đến những cái phiên rung lắc, chúng ta sẽ là không có cái tiền mặt để tham gia gom tiếp. Nhịp này thì tham gia gom hàng mua mới đâu đó chỉ 30-50% tỷ trọng thôi nha anh chị, để chờ khi thị trường có những cái cú rũ trở lại, rung lắc trở lại giống như những cái phiên trước đó thì sẽ là những cơ hội rất là tốt cho anh chị tham gia để đón cơ hội hồi phục. Như vậy thì hiện tại về cái trạng thái mất cân bằng có thể sẽ diễn ra tiếp tục đâu đó là trong 5 phiên tới nữa, tức là hết tuần này sẽ có khả năng tiếp tục dần co và tích lũy. Rồi tiếp theo đánh giá về những xu hướng ngắn hạn như là khung 4 giờ, khung 1 giờ vẫn là đang kéo và vượt lên ở trên những vùng kháng cự hết rồi. Như vậy thì vẫn có cái cơ hội tiếp tục hồi phục và tiếp diễn nha anh chị. Thì trong giai đoạn này thì hiện tại thì cũng khá là dần co, khi thị trường vượt lên trên vùng nền sau đó tiếp tục phá nền tích lũy trở lại ha, nó tạo thành những cái biên rung lắc và tiếp tục kéo lên và vượt lên lại lên trên vùng nền. Tuy nhiên cái xu hướng chung và dài hạn thì vẫn là một cái xu hướng tăng hồi phục tích cực, và ngắn hạn đang có những sự mất cân bằng thì càng rung lắc thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn về cái góc độ đánh giá về thị trường trong phiên sáng ngày mai. Thì hiện tại chúng ta thấy thì khung đồ thị 15 phút ở trong phiên đang có mở ra sự mất cân bằng,
có thể sẽ cần tích lũy về đâu đó là quanh 1280, đó là cái vùng kháng cự mà trước đó nó đã bị phá vỡ, thì có thể sẽ test lại về đâu đó là 1180 và 12 ở 1280 và 1279 và sẽ tiếp tục hồi phục thôi. Thì bởi vì đã vừa cùng kháng cự rồi, thông thường nó sẽ lên sình test lại một đoạn này đâu đó là cho đến là 11 giờ thì lại tiếp tục hồi phục nha anh chị, đó là cái khả năng xảy ra. Còn nhìn về cái khung đồ thị bây giờ á, thì cho chúng ta thấy rằng đâu đó là hết đến phiên chiều ngày mai thì sẽ có những sự biến động, và đến phiên ngày ngày thứ thứ năm thì sẽ có những cái trạng thái mất cân bằng, thì lúc đó chúng ta sẽ xét lại cái điểm hỗ trợ kháng cự nó sẽ diễn biến ra như thế nào. Thì trước tiên chúng ta sẽ đánh giá về đến phiên chiều ha, đâu đó đến phiên chiều mà nó mất đi cái mức 1277 thì sẽ có khả năng nó vẫn tìm về 1258, 1260 là bình thường. Còn tuy nhiên đến phiên chiều và vẫn lên sình quanh đây, test lại quanh cái hỗ trợ 1280 tiếp tục bật lên và dàn co. Như vậy thì nếu như trong phiên chiều và tiếp tục nó vượt lên trên vùng 1287 thì sẽ có cơ hội nó sẽ tiếp tục hồi phục tương đối là mạnh ở trong phiên chiều. Đó là kịch bản có thể xảy ra của VN-Index trong phiên ngày mai. Thì anh chị cân nhắc để xem những cái điểm mua bán hợp lý trên những cổ phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian sắp tới ha. Rồi thì chúng ta cùng đi đến xét về một số mã cổ phiếu nhóm ngành trong phiên hôm nay để có những xem xét đánh giá chung về những cái biến động của thị trường. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng ngó sang một số mã cổ phiếu nhóm ngành bất động sản ha. Thì bất động sản này những cái cổ phiếu đầu ngành như là VIX, VHM thì hiện tại cũng đang trong phiên hôm nay có sự hồi phục. Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay nó đang có cái sự mất cân bằng. Có thể là cái cổ phiếu VIX và VHM nó cần phải tiếp tục tích lũy thêm đâu đó cho đến là 4-5 phiên nữa nó mới có cơ hội tiếp tục hồi phục ha. Thì anh chị chờ thêm, nếu anh chị quan tâm thì có thể tham gia đâu đó vùng giá 45.6 đến vùng giá là 45.8. Tiếp theo là VHM nè, vẫn đang tích lũy luôn, đang tích lũy dàn co biên độ như này. Rồi tiếp theo cho phiên hôm nay như là VL thì sau khi hồi phục đã quay về test lại biên hỗ trợ quanh vùng giá 17-17.15 và rút chân lên. Như vậy thì đánh giá về xu hướng của NVL vẫn là đang một trong trạng thái tích lũy thôi nha anh chị, vẫn chưa xu hướng tăng. Tuy nhiên đánh giá về trung hạn thì vẫn có cơ hội để tham gia đón những cơ hội hồi phục ha, vẫn có thể tham gia dần quanh vùng giá là 17.2. Rồi PDR cũng đang tiếp tục vượt đỉnh nè, KDH nè cũng tích lũy. Rồi KBC thì cái cổ phiếu này hôm qua em có chia sẻ cho anh chị ha, trên các room cộng đồng và trong những cái room tín hiệu, và kể cả trên live cũng có chia sẻ cho anh chị cái điểm cổ phiếu KBC. Chúng ta sẽ chia ra hai giai đoạn, một là tham gia 34.1, hai là chúng ta tham gia quanh vùng giá 33.8 ha. Rồi DXG hôm nay cũng tiếp tục kéo lên vượt đỉnh như vậy, điều này cũng đáng tích cực cho nhóm bất động sản trong thời gian sắp tới. Rồi cổ phiếu Nam Long cũng trong phiên hôm nay cũng tiếp tục hồi phục ha. Rồi DG cũng tiếp tục hồi phục khá tích cực nè. Rồi như vậy thì chúng ta nhìn về cổ phiếu nhóm bất động sản thì cũng có những nhịp phục hồi tương đối là tích cực, cũng chưa có diễn biến gì khá xấu. Đánh giá thêm nữa về cái nhóm ngành cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại cũng đang trong nhịp phục hồi, đa phần là những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đều giữ được một sắc xanh hết và đang hồi phục rất là tốt, như là SHS, SAI, HCM, ARR, khá nhiều những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán vẫn đang hồi phục. Rồi như vậy thì hiện tại đã có hai nhóm bất động sản và chứng khoán hồi phục rồi. Như vậy thì trong phiên hôm nay thì lại cái nhóm ngân hàng thì lại tiếp tục tích lũy nha anh chị. Nhóm ngân hàng thì có VCB nè, rồi TCB thì hồi nhẹ nè, rồi BID thì dàn co tạo thành một cái nến doji. Thì hiện tại thì vẫn có thể nó sẽ tiếp tục nó nhúng xuống một nhịp nữa, thì anh chị quan tâm có thể là trong phiên ngày mai nó lình xình đâu đó quanh vùng giá 50-50.8 nó có thể tham gia được ha. Rồi TCB thì đang có sự mất cân bằng rồi, theo em đánh giá thì cổ phiếu này cần phải tích lũy trở lại một nhịp mới có cơ hội hồi phục. Rồi VPB đang dần co thôi. ACB cũng đóng xanh nhẹ nè, KLB, VIB, STB, SHB. Rồi như vậy thì chúng ta nhìn chung về nhóm cổ phiếu ngân hàng thì hầu như là trong phiên hôm nay nó có một cái sự khá là dần co trong phiên hôm nay ha. Cổ phiếu nhóm ngân hàng đã chưa có cái sự hồi phục trở lại và đã có sự dàn co và tích lũy. Như vậy thì chúng ta cũng không đánh giá nhiều về cái xu hướng của thị trường nhiều quá, bởi vì trong giai đoạn này rất nhiều mã cổ phiếu không đồng thuận với thị trường. Thị trường giảm vẫn có những mã cổ phiếu tăng xanh tím, thị trường tích cực thì vẫn có những mã cổ phiếu giảm mạnh thôi. Cho nên chúng ta sẽ đi xét về những nhóm ngành cổ phiếu và chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược để tham gia đón đầu những cơ hội trong thời gian tới ha. Rồi đâu đó thì trong phiên hôm nay thì có cổ phiếu STB hôm nay cũng giảm khá là mạnh, có lúc lăn ra sàn luôn, tuy nhiên có thanh khoản rất lớn bắt nhịp và đón cái đầu ở giai đoạn này.
thì em đánh giá là cổ phiếu STB trong phiên hôm nay cũng có tin tức thôi, cuối cùng cuối phiên lại đính chính trở lại, đó là những cái tin đồn thất thiệt về công ty ảnh hưởng đến cái sự giảm mạnh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn về cái đồ thị phân tích kỹ thuật thì vẫn đang giữ cái trên biên hỗ trợ, theo đánh giá là cổ phiếu này vẫn còn cái cơ hội tiếp tục hồi phục trong thời gian tới nha. Rồi về ngành thép thì trong phiên hôm nay cũng hồi phục nè, về HPG, HSG rồi NKG cũng đang hồi phục tương đối là tốt ha. Rồi thì đó là những mã cổ phiếu nhóm ngành thép vẫn đang có những sự hồi phục cũng khá là tốt theo đánh giá là như vậy. Thì nhìn chung nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng và nhóm thép thì như vậy thì cho chúng ta thấy rằng là chỉ có nhóm ngân hàng đang lên sình tích lũy thôi, còn ngoài ra thì những mã cổ phiếu khác đến từ các nhóm cổ phiếu cũng khá đồng thuận đóng góp cái sự hồi phục cho thị trường. Như vậy thì vẫn có thị trường sẽ tiếp tục hồi phục ha, tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Chúng ta sẽ chọn ra những mã cổ phiếu có những điểm mua tốt để chúng ta tham gia, hoặc là giai đoạn này anh chị quản trị rủi ro thì chỉ có lấy những vị thế đâu đó 30-50% tỷ trọng thôi để đón những cơ hội hồi phục trong thời gian tới. Rồi, đó là những góc nhìn và chia sẻ của em về cái xu hướng của thị trường trong thời gian tới cho anh chị có những góc nhìn để đầu tư. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.